Chào tất cả tôi và các em đang đến với trang http://2.2.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh tiểu học đăng ký làm thành viên của trang thi tiếng Việt trên mạng Trạng Nguyên các em ạ. Và trước khi để đăng ký thì các em phải vào trang chủ. Các bạn vào trang Google, các bạn đánh chữ Trạng Nguyên đánh liền .vn, các bạn thấy ngay này. Đấy, các bạn nhấn vào đây. Rồi, khi các bạn vào trang chủ rồi, các bạn nhìn thấy bên tay phải, các bạn thấy rằng là ở bên tay phải này có phần tài khoản mật khẩu đăng ký, có khung này này, đăng nhập. Bạn chưa là thành viên nên bạn phải đăng ký, bạn nhấn nút đăng ký. Nút đăng ký mở ra có các ô, các bạn thấy rằng đây là trang của phần đăng ký. Và có các ô này yêu cầu các em phải hoàn thành các ô này. Và các em điền các thông tin của mình vào. Ví dụ tên của mình là Phạm Việt Hồng Dân, mình điền là Phạm. Rồi tên đăng nhập mình lấy tên bất kỳ, ví dụ ở tên mình Trạng Nguyên, mình lấy là Trạng Nguyên VN. Rồi tiếp tục mật khẩu thì các bạn chọn ký tự bất kỳ, và có thể là số hoặc chữ nhưng đánh liền, không có ký tự đặc biệt. Đây mình chọn, bạn gõ lại mật khẩu, bạn gõ lại mật khẩu như mật khẩu ở trên. Bạn phải lấy email của bố mẹ, của anh chị. Đây mình lấy email của ba của mình nhé. Sau đó bạn lấy điện thoại, người ta lấy hỏi điện thoại của bố mẹ thì các bạn phải lấy điện thoại của bố mẹ của mình vào. Vậy ở đây mình lấy điện thoại của một người thân của mình. Sau đó các bạn thấy nhấn vào nút tam giác này, nút tam giác chọn xuống, các bạn thấy cả nút chọn tỉnh, bạn chọn đúng tỉnh của bạn. Ở đây mình chọn tỉnh Hải Phòng, và bạn chọn huyện, huyện của bạn thấy rằng huyện Thủy Nguyên. Và bạn chọn trường, trường của bạn là trường tiểu học gì. Ở trường mình là trường tiểu học Kiên Bái đấy, trường tiểu học thân yêu của mình. Nào mình nhấn vào trường tiểu học Kiên Bái. Sau đó bạn chọn lớp, mình đang học lớp 5, vậy mình chọn lớp 5 và lãnh tên lớp của mình. Mình học ở lớp 5A3. Rồi sau đó các bạn thấy DD là đây, MM có nghĩa là month, tức là ngày phải viết bằng hai ký tự, tháng phải viết bằng hai ký tự, Y này tức là year, thì các bạn viết là bốn ký tự số, và các bạn điền vào cho tôi. Ở đây nhấn vào đây có mình cái bảng thì các bạn chỉ việc nhấp thôi, nhưng cái này cũng hơi khó về số, bạn lần là đánh tiếng Anh. Vậy ở đây mình sinh ngày 17, vậy đây là 17 này, tháng các bạn thấy nhá, bạn chọn năm này, các bạn đầu tiên bạn chọn năm trước đây này, đấy chọn năm khó nhỉ. Thì bây giờ các bạn 17 tháng 12, tháng 12 January tháng 1 này, tháng 12 đây. Đấy, 17 tháng 12 mình chọn bằng 17 tháng 12. Đấy thì sau đó các bạn có thể thay ở đây, các bạn đẩy vào nét này đi, năm 2005. Rồi đấy, và các bạn có nhìn ký tự này không, ký tự này mỗi một mật khẩu, mỗi một tài khoản chỉ có một cái ký tự đặc biệt này thôi. Và các bạn gõ vào, nhìn kỹ, gõ vào lại, nhìn vào đây 820114, các bạn có đồng ý không? Tôi nhìn này thấy 820114, nếu đúng thì các bạn chỉ việc ấn vào đăng ký thôi. Nếu thành công thì nó sẽ báo cho tên mật khẩu, tên đăng nhập của bạn đã tồn tại, xin vui lòng. Vậy mình ghi là Trạng Nguyên KB. KB là Kiên Bái đấy. Rồi và mình gõ lại cái dòng này này. 695552. Rồi, tốt lắm. Sau đó bạn nhấn vào đăng ký. Và các bạn thấy một thông báo hiện ra, tài khoản của bạn đã thành công và chúng ta đã quay lại để trang chủ tiếp tục, hoặc quay lại trang cá nhân để hoàn thiện thông tin. Chúng thầy vừa hướng dẫn các em về cách tạo tài khoản của trang trạngnguyen.edu.vn để thi tiếng Việt. Các em có những gì thắc mắc thì các em hãy gõ cho thầy giáo xuống tất cả ở dưới comment ở phía dưới, và thầy sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của các em, nhất là liên quan đến tiếng Việt nhé. Và chúc các em đăng ký thành công, và các em hãy cố gắng vào ở trang thi này, rất là bổ ích và hay cho chúng ta để rèn luyện tiếng Việt, tiếng nói thân yêu, tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Chào thân ái các em, chúc các em có một bài học vui. Các em hãy đón những vòng thi sau nhé.